chỉ trong một ngày. Bởi căn bệnh lạ của cô gái, trí nhớ của cô ấy bị xóa sạch mỗi đêm khi cô ấy ngủ. Và anh ta có đủ khả năng làm cho cô ấy yêu anh mỗi ngày. Chết rồi. Đồ rên mò, không phải em không nhớ anh một chút nào sao? Cô ấy đến rồi kìa. Cười lên. Cô ấy đâu nhỉ? Ôi chúa ơi. Ôi không được rồi, tè ra quần à. Mãi yêu như ngày đầu, phát sóng lúc 21 giờ, thứ nhật ngày 13 tháng 5 năm 2012.